Thề non hẹn biển đến đôi lệ, sáu cặp đôi si bít này lại ly hôn trong vánh trong bê bối. Dương Mịch, Lưu Khải Uy, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong, Đồng Khiết, Phan Việt Minh đều là những cặp đôi yêu nồng nhiệt, ly hôn trong vánh của làng giải trí xứ Trung. Họ đều từng là những cặp vợ chồng kim đồng ngọc nữ, một thời của si bít. Khi yêu nhau trao biết bao mặn nồng, khóc nấc lên trong chín hôn lệ, rồi thề hẹn bên nhau suốt đời dưới sự chứng kiến của công chúng. Tưởng chừng cứ hạnh phúc như vậy đến đầu bạc răng long. Thế nhưng cuối cùng đều kết thúc trong ồn ào scandal. Dương Mịch, Lưu Khải Uy, Trương Bà Chi, Tạ Đình Phong, Đồng Khiết, Phan Việt Minh là những cặp đôi ly hôn chồng vành sau vài năm kết hôn. Một Dương Mịch, Lưu Khải Uy khi còn bên nhau, Lưu Khải Uy và Dương Mịch là cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì giới giải trí xứ Trung. Cả hai đều là tên tuổi nổi tiếng, được công chúng quan tâm và có rất nhiều hoạt động, tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý. Dương Mịch, Lưu Khải Uy quen nhau trên phim trường Như Ý năm 2011 và chính thức công khai hẹn hò năm 2012. Trong khi Lưu Khải Uy thể thốt rằng Dương Mịch chính là mầm cây non mà anh cần phải bảo vệ, thì nàng Bạch Thiện cũng thọ thẻ thừa nhận, đúng vậy tôi đã yêu rồi. Cư dân mạng hào hứng trước hình ảnh một dương mịch nữ hán tử, bảnh mẹ là thế, chạy qua bao mưa bão scandal, vẫn vững vàng. Thế nhưng đứng trước người đàn ông mình yêu lại nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy nữ tính. Ánh mắt của cô luôn dõi theo gương mặt Lưu Khải Uy. Còn phía Lưu Khải Uy anh thể hiện sự dịu dàng, ngọt ngào che chở cho Dương Mịch biết bao lần. Ngày Dương Mịch khoác chiếc váy cưới tiến vào lệ đường, kiên định nói con đồng ý gả cho Lưu Khải Uy. Người ta cứ tưởng đâu cô gái ấy đã tìm được bến đổ cuối cùng của đời mình. Mọi rắc rối xảy ra vào tháng 11 năm 2016, những hình ảnh chứng minh Lưu Khải Uy và bạn diện Vương Âu qua đêm trong cùng phòng khách sạn được tung ra. Trong khi Lưu Khải Uy cố thanh minh rằng anh và Vương Âu chỉ cùng đọc kịch bản phim, chứ không làm gì khác, thì Dương Mịch lại thất thần trên sóng truyền hình, gương mặt cứng đờ và lặng lẽ nói Tôi tin tưởng Lưu Khải Uy. Dù vậy, nhưng kể từ sau scandal đó, người ta chẳng mấy lần thấy cặp vợ chồng xuất hiện cùng nhau nữa. Và chuyện gì cũng đến, phải đến. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, phía Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã chính thức công khai ly hôn sau 4 năm cưới, trong sự tiếc nuối của cư dân mạng. hai Tạ Đình Phong, Trương Bà Chi Khi Tạ Đình Phong và Trương Bà Chi công khai hẹn hò, bất cứ ai cũng phải trầm trồ công nhận. Đúng là cặp đôi tổ hợp nhan sắc, nếu vẻ ngây thơ thanh tú động lòng người của Trương Bà Chi được gọi là quốc bạo nhân sắc của Hồng Kông, thì Tạ Đình Phong cũng nổi tiếng với nét tuấn tú, lãng tự đặc trưng. Vào thời điểm mặn nồng nhất, Tạ Đình Phong từng khẳng định rằng, để được ở bên Trương Bà Chi, anh nguyện đương đầu mọi khó khăn, anh cũng luôn là người đầu tiên ở bên cô bất kể khi nào, bất kể nơi đâu. Chính sự chu đáo và dịu dàng của Tạ Đình Phong đã khiến Trương Bà Chi cảm động và đem lòng yêu anh say đắm. Năm 2006, họ chính thức nắm tay nhau bước vào lệ đường thế non hẹn biện cả đời hạnh phúc. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, cả làng giải trí châu Á chấn động trước những hình ảnh dường chiếu của nam tài tử Trần Quán Hy và một vài người đẹp lừng danh được tung lên mạng. Trong đó có Trương Bà Chi, người bây giờ lại là vợ của Tạ Đình Phong. Đây là viết đen dài trong sự nghiệp của Trương Bà Chi và cả Tạ Đình Phong. Cuộc hôn nhân của Phong Chi như cây lớn, trực lay, đổ trong cơn bão. Cũng vào thời điểm đó, người ta rộ lên tin đồn Tạ Đình Phong lạnh nhạt vợ, bỏ bê con cái. Trương Bá Chi một mình đưa con đi học, đi siêu thị, đón sinh nhật. Ba năm sau scandal ảnh nóng, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chính thức ly hôn. Hiện Tạ Đình Phong đang hạnh phúc bên tình cụ Vương Phi, còn Trương Bá Chi vừa hạ sinh bé trai thứ ba cho người tình bí mật. Ba Động Khiết, Phan Việt Minh Năm 2008, Ngọc Nữ Thánh Khiết của Si Động Khiết chính thức kết hôn với nam diễn viên Phan Việt Minh. Thời điểm đó, Động Khiết là ngôi sao đăng lên với loạt tác phẩm nổi tiếng như Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Kim Phần Thế Gia, còn Phan Việt Minh chỉ là diễn viên hạng B. Thậm chí nhiều người cho rằng Phan Việt Minh không xứng với Động Khiết khi anh thua kém vợ về mọi mặt, từ nhân tiếng đến tiền bạc. Sau khi kết hôn, Động Khiết sinh một bé trai có dành phần nhiều thời gian chăm sóc chồng con, còn ông xã Phan Việt Minh dần đạt được sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn trong con đường diễn xuất. Thế nhưng năm 2012, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 4 năm bên nhau trước sự sửng sốt bàng hoàng của công chúng. Trong khi động khiết một mực tố Phan Việt Minh bạo lực, nghiện cờ bạc, thường xuyên dùng vụ lực với cô, thì Phan Việt Minh chỉ im lặng, chịu chỉ những tượng nàng trước anh đài là người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này. Ngờ đâu những hình ảnh động khiết và bản diện vương đại trị ôm hôn nhau nồng thắm được truyền tải khắp trang mạng xã hội. Hình tượng ngọc nữ thành khiết của đồng khiết, sụp đổ trong phút chốc. Cho đến bây giờ, scandal của Động Khiết vẫn luôn cản trở con đường sự nghiệp của cô. 4. Bạch Bách Hà, Trần Vũ Phạm Bạch Bách Hà từng được biết đến với biệt danh cô vợ quốc dân vì tính cách ngọt ngào, dịu dàng, thanh khiết. Dù xinh đẹp rạng người, nhưng cô lại chọn kết hôn với Trần Vũ phàm chàng ca sĩ xấu xí. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng. Tháng 4 năm 2017, khán giả Trung Quốc trao đảo trước những hình ảnh nhạy cảm của Bạch Bách Hà và một chàng trai lạ tại mặt bể bơi. Tháng 4 năm 2017, khán giả Trung Quốc giao đảo trước những hình ảnh nhạy cảm của Bạch Bách Hà và một chàng trai lạ mặt tại bể bơi. Được biết, ảnh hậu Bạch Bách Hà đang vui vẻ du lịch Thái Lan cùng tình trẻ, tên Trương Ái Bằng, cuộc hôn nhân của Trần Vũ phàm và Bạch Bách Hà, cũng vì đó mà kết thúc trong ồn ào và thị phi sau 9 năm. Năm Trần Hách hứa tỉnh, dù không sở hữu ngoại hình đẹp trai lạng tự, nhưng Trần Hách cũng là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ nhờ chuyện tình cổ tích của anh và hứa tỉnh. Trần Hách quen hứa tỉnh từ cấp 2 đến trung học rồi đại học. Trong suốt 13 năm, Trần Hách luôn ngọt ngào, dịu dàng và yêu chiều hứa tỉnh. Năm 2013, anh vui vẻ nắm tay hứa tỉnh tiến vào lệ đường. Từ đồng phục đến áo cưới, chuyện tình yêu của họ được biết bao khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ vọn vẹn 9 tháng kể từ sau của cô nhân cổ tích, Trần Hách bộc lộ nghi án hẹn hò với bạn diện Trương Tự Huyên, một người phụ nữ đã có gia đình. Dù một mực phủ nhận, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Trần Hách âm thầm ly dị hứa tỉnh. Trương Tự Huyên cũng bỏ chồng cũ và cả hai đến với nhau. Cặp đôi từng chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía cư dân mạng xứ Trung. Còn phần hứa tỉnh, cô không thanh minh cũng chẳng phủ nhận về scandal ngoại tình của chồng cũ, mà chị nhẹ nhàng nói, mong mọi người buông tha anh ấy, anh ấy chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa còn là người thân của tôi. 6. Giả nải lượng, Lý Tiểu Lộ Giả nải lượng và Lý Tiểu Lộ từng là cặp vợ chồng trong mơ nổi tiếng. Chồng hài hước hết lòng thương vợ con. Vợ xinh đẹp lại sang chảnh, con gái nhỏ ngoan ngoạn lanh lợi. Vì vậy gia đình giả nải lượng, Lý Tiểu Lộ, điểm hình, luôn là hình mẫu, tiêu chuẩn. Nhưng tất cả đã kết thúc sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ đầu năm 2018. Cánh 33 Raji đã bắt gặp Lý Tiểu Lộ qua đêm tại nhà đàn em, Pigon, trong ngay lúc đó, giả nại lượng đang livestream trên mạng xã hội, vẫn vui vẻ cho rằng vợ tôi đang đi làm tóc xinh đẹp. Dù chưa có tin chính thức ly hôn từ cặp đôi, nhưng gần đây giả nại lượng gây xôn xao khi đai ảnh status ám chỉ mình đang độc thân. Nam tài tự viết, một mình tôi sống rất ổn, tôi không muốn bị cuốn vào những chuyện thị phi. Điều này khiến cư dân mạng suy đoán, phải chăng giả nại lượng quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau gần một năm bị lý tiểu lộ cắm sừng.